ngóng clip anh làm về Zata lắm rồi đúng không? Cái tầm mấy năm trước mà anh em nào biết đến Lazy Boy thì cũng hiểu rằng tôi nổi tiếng cũng từ con Zata này mà lên. Mấy clip Zata hồi đó cũng viral vãi trưởng, sau đó thì mới đến con Lorion. Vị tướng này thì thời gian gần đây cũng ăn quả nớp khá là đau khi mà bị giảm sát thương tùm lum các thứ. Nhưng mới được tăng sức mạnh nhẹ trở lại thì nó sẽ như thế nào? Bảng ngọc trang bị Zata mình sẽ để ở đây. Anh em cứ dừng video lại để xem kỹ hơn nha. Khởi đầu game đấu thì mình sẽ đánh thường 3 lần để lấy điểm nội tại. Sau đó thì cứ đánh thường và kích hoạt chiêu 2 thôi thì cũng dọn dẹp xong quay lính khá là nhanh. Tận dụng lợi thế với việc đẩy đường nhanh hơn thì đơn giản là lấy cua thôi. Cho đến với tân lính thứ hai thì sẽ có một vài bạn rừng có xu hướng là ra mid để farm, nhưng em cũng đừng có tự ái hay là giận dỗi gì cả. Hãy đi theo rừng để hỗ trợ bọn lính farm và hít kinh nghiệm trong nửa bãi còn lại luôn nha. Lượng kinh nghiệm đối với một con Zata là cực kỳ quan trọng để đến ngưỡng sức mạnh là level 4 có thiên rừng, bởi 80% sức mạnh của Zata nó sẽ đến từ cái chiêu cuối này, nên là cố gắng trách chiêu từng chút một, từng con cua, từng con quái một để đạt cấp độ 4 nhanh nhất có thể. Anh em hiểu ý tôi nói không? Nhiều anh em kiểu đi ganh rồng hay là ganh tà thần xong quên không về len rừng farm hết, đến lúc quay trở về xong chẳng còn gì để farm nữa thì lấy đâu qua thiên dựng ở phút thứ hai bây giờ. Mà phút thứ hai là thời điểm mục tiêu lớn xuất hiện rồi đấy. Game đấu này thì đối thủ của chúng ta có một cặp đường dưới là Hayate với Lambua. Hai chất tướng này có hiệu ứng khống chế cũng như khả năng cơ động khá là cao, nên phần trăm có được một pha ganh thành công sẽ rất là thấp. Còn khu vực nào dễ ganh hơn thì mình làm thôi. Anh em hiểu ý tôi nói không? Thì đương nhiên là mỗi một game đấu chúng ta sẽ gặp các tình huống khác nhau, nhưng ở game này tôi nghĩ là nên làm như vậy. Ê, lấy bạch ganh chơi được không? 5 giây. Đấy, em ăn quái rừng đen của nhau nó vào á. Em sau đường hết mạnh chủ rồi. Sau khi mà có một lợi thế rất lớn ở khu vực đường trên rồi thì chúng tôi đã có được trụ quan trọng nhất ở khu vực đường giữa. Tình huống này thì tôi sẽ kích hoạt thiên dực để tạo khoảng trống cho đồng đội có thể lấy đi công trình thứ hai. Thực ra thì Zata ở thời điểm hiện tại chơi cũng gọi là ok, nhưng nó sẽ là hơi mạo hiểm một chút so với các chất tướng như Xghi hay là Xnit, bởi mỗi khi kích hoạt thiên dực thì ngoài vài giây không thể định vị ra thì chất tướng này cũng hay bị đưa vào các thế khá là nguy hiểm so với kỹ năng tầm xa là hỏa bạo của Xghi, chưa kể đến việc còn cánh cụt nữa thì thôi quá là phế. Thành ra nếu như anh em không phải oan chen Zata thì có thể cân nhắc các vị tướng leo danh dễ hơn, mà nó lại còn hợp lý ở thời điểm hiện tại. Nó gọi là gì nhỉ? Hợp meta đây. Tôi không biết tại sao nhá, trước đây và cả bây giờ cũng vậy, tôi chỉ thích chơi Zata mặc định hoặc là viễn trinh thôi. Pha này không hiểu sao bay hụt nữa, tôi chịu luôn. Kiểu hoạt ảnh của mấy skin Zata này cứ làm sao ấy. Pha này thì cả bốn thành viên đang ở dưới tà thần, lượng tầm nhìn ở phía trên bộ đỏ là không có, nên là nếu như anh em chơi mấy con pháp sư có khả năng cơ động cao hoặc là thả diều tốt thì có thể đứng phía trên lấy tầm nhìn cho đồng đội. Những tình huống lấy công trình như thế này thì đồng đội sẽ rất cần khoảng trống để gây sát thương. Cứ kích hoạt thiên dực thôi, nhưng đừng có bay sâu quá và cũng chả cần có một điểm hạ gục đâu, chỉ cần gây áp lực thôi là cũng đủ rồi. Đường nè. Khuyến cáo với anh em là nếu như có đam mê chơi chim thì đừng có kéo dài trận đấu quá phút thứ 15 nha. Càng về sau thì bay càng khó, mà chưa kể đối thủ còn có các trang bị phòng thủ nữa. Vậy ý kiến anh em như thế nào về Zata ở thời điểm hiện tại? Hãy để lại dưới phần comment nha. Nếu thấy hay thì bấm like, subscribe kênh Hago đấy. Bye bye anh em.